Hợp ngồi đờ đẫn. Trong khoảnh khắc nàng nhớ lại tất cả những cay đắng ngày mới nghe lời Thụ bước chân vào hợp tác xã, đi lao động chung với một tập thể rất hỗn tạp trong xã. Các cô gái làng cùng lứa tuổi hùa nhau rình rập để chọc ghẹo, mỉa mai Hợp. Cái Rượu nhà bà Cửu dài mồm nói móc: "Bà chủ tịch ơi, việc gì mà vất vả lê xác ra đây vậy? Cứ nằm ngửa ở nhà cũng có người hầu cả hạ, lộ ra đây làm gì?" Vài đứa khác phụ họa theo: "Tưởng là không thèm lao động với con nhà hèn hạ như chúng mình, hóa ra cũng chân lấm tê bùn như ai." Rồi đứa khác lại nói: "Ấy, mấy năm nay nhất định cứng, không chịu vào hợp tác xã, bây giờ mê dai rồi thì người ta bảo sao làm vậy." Gặp ngày Hợp ốm đau xin nghỉ, cũng có đứa bĩu môi nói: "Ốm đau gì, nhà giàu đứt tay mà ăn mày đổ ruột." Nhiều lần Hợp tìm Thụ khóc xin rút tên ra, nhưng rồi nghe Thụ phân giải, nàng lại chiều ý Thụ nán ở lại. Nói chung, cả hai đều phấn đấu để đạt chung một mục đích là lấy được nhau. Hợp thở dài không biết nói gì nữa. Nàng thấy khó khăn quá. Mới lúc nãy nghe Bính nói thì nàng nghĩ rằng mình có thể dứt khoát xa Thụ được, nhưng ngồi một lúc nghĩ kỹ lại thì lại thấy chuyện tình cảm chẳng bao giờ đơn giản như thế. Đối với Hợp, yêu ai là yêu luôn một đời, yêu một lần thôi, lầm lẫn thì dáng chịu, không đổi thay được nữa. Chung quanh Hợp ở làng này, biết bao nhiêu người con cái khi mới lớn cũng mơ mộng lấy được một người chồng lý tưởng, nhưng rồi chẳng may vỡ phải thằng chả ra gì, suốt ngày lêu lỏng rượu chè, về nhà hành hạ vợ con. Thế mà có bao giờ người vợ bất hạnh ấy nghĩ đến việc bỏ chồng để chọn lựa lần thứ hai đâu. Huống hồ Thụ tuy là đảng viên cộng sản thật, nhưng Hợp quả quyết anh là một loại cộng sản tốt, xài được. Mà nàng lỡ yêu rồi, nếu muốn bỏ chỉ có một cách là trốn biệt đi nơi khác mà thôi. Nhưng trốn đi đâu, ai cấp hộ khẩu cho đi? Bính lại thủ thỉ: "Cô xem, làng này có đến mấy chục người như tôi, có chồng di cư vào Nam, quá thì chẳng quá. Riêng Xóm Giáo thì có cả thảy 9 người. Tôi xấu xí thì chả nói làm gì, chả thiếu gì đứa còn trẻ còn đẹp. Vợ Pháp mà chả xinh à? Vợ Tòng mà chả có duyên à? Cái Cúc vừa trẻ vừa đẹp lại giỏi buôn bán nữa. Chồng di cư vào Nam 8 năm nay rồi còn gì. Thế mà chưa ai mang tai mang tiếng gì cả. Thằng Hối, trưởng đồn công an, dọn nhà sang ở hẳn bên này, theo đuổi vợ Tòng như bóng với hình, hứa hẹn đủ thứ. Mà vợ Tòng nó cứng lắm, chớ mà có làm gì được nó. Còn thằng Lai, phó chủ tịch, tán tỉnh cái Cúc thế nào mà con bé chửi cho như tát nước vào mặt. Ấy là họ nghèo cả, thiếu thốn đủ thứ, mà dứt khoát không sa ngã, nhất định không dây vào cái đám cán bộ. Còn cô thì có thiếu thốn gì cho cam mà phải răn rí với chúng nó." Hợp vẫn ngồi yên. Nàng hoang mang lắm, lúc thì thấy Bính có lý, lúc lại thấy Bính hẹp hòi. Trên đường về, Hợp suy nghĩ rất nhiều về những điều Bính vừa nói. Tuy không hoàn toàn đồng ý với Bính, nhưng Hợp cũng mơ hồ cảm thấy việc mình yêu Thụ là không chính đáng. Bởi vì nếu đường chính thì hai người đã lấy nhau rồi, việc gì phải kéo dài thời gian chờ đợi, việc gì mà mỗi khi gặp nhau cứ phải lấm lét nhìn trước trông sau. Nhất là Thụ ghé nhà Hợp thì nhấp nhòm ngồi trên nóng chiếu đã đòi về. Quen nhau đã 4 năm rồi mà mỗi lần Hợp nhắc nhở chuyện đám cưới, Thụ đều ậm ừ tìm cách hoãn binh. Và rõ ràng những lúc ấy Thụ khổ sở lắm. Đôi mắt anh để lộ toàn những tia ưu tư bế tắc. Hẳn là Quảng vẫn chưa cho phép. Hợp từng tự hỏi như thế, nhưng không bao giờ nàng muốn nhắc đến tên Quảng trước mặt Thụ. Cái tên ấy nó gợi cho nàng nỗi đau đớn ê ẩm mà chắc chắn cả đời nàng không phai nhạt được. Vẫn biết rằng Thụ yêu nàng, nhưng nếu cứ để tình trạng lơ lửng này kéo dài mãi thì lời ra tiếng vào còn nhiều. Hợp định bụng sẽ tìm Thụ đặt thẳng vấn đề cưới nhau. Nếu Thụ còn tìm cách thoái thác thì Hợp sẽ làm theo lời Bính là dứt khoát hẳn với Thụ. Tới nhà, Hợp giật mình thấy chiếc xe đạp cũ kỹ của Thụ dựng ở bụi chuối ngay cửa ra vào. Ít khi nào Thụ bất cẩn như thế. Mỗi lần lại thăm Hợp, anh đều dắt hẳn xe vào bên trong hoặc lôi ra dựng ở bên hông bếp, tránh cho người qua đường nhìn thấy. Nhìn quanh không thấy Thụ, cửa ngoài dĩ nhiên vẫn khóa. Hợp ho một tiếng làm hiệu, vẫn không thấy Thụ trả lời. Hợp đi vòng ra phía sau thì thấy Thụ đang ngồi dựa lưng vào gốc cây duối ở bờ ao. Hợp nhìn nhanh lên ngọn cây, bây giờ đang mùa duối chín, những quả duối vàng óng mọng nước thường kéo rắn về làm ổ ăn trái, cho nên Hợp rất sợ đứng gần, chứ đừng nói đến việc ngồi tựa vào gốc cây. Thấy Hợp, Thụ không đứng dậy, không mở miệng chào và cũng chẳng thèm nhìn nàng. Hợp ngạc nhiên hỏi: Anh đến từ bao giờ thế? Chờ em lâu không? Sao cô lại dựng xe lù lù ở đằng trước là thế nào? Thù vẫn im. Có chuyện gì khác thường vừa xảy ra chăng? Hậu chăm chú nhìn và nhận ra nét mặt hết sức buồn thảm của Thù. Mắt anh đờ đẫn, hình như mới khóc xong. Hậu ân cần ngồi xuống bên cạnh. Có việc gì thế hả anh? Thù thở dài rồi uể oải đứng dậy. Anh đi lại phía nhà bếp, vác cái vải sành mà thỉnh thoảng Hợp vẫn dùng để nén cà, đem đặt lên gốc cây duối, lật úp xuống và bảo Hợp: Em ngồi lên đây cho đỡ mỏi chân, anh vừa trên huyện về, ghé đây ngay, có vài việc phải nói với em. Hợp nghĩ ngay đến Quảng và đoán rằng gã đã gọi Thụ lên để xỉ vả về chuyện tình của anh và Hợp. Nàng ngồi yên đăm đăm nhìn Thụ chờ đợi. Thụ cầm bàn tay Hợp, giọng đầy xúc động: Hợp ạ, anh và em có lẽ chả đi đến đâu. Mới nghe dứt câu, Hợp đã tức lộn ruột, muốn gào lên chửi bí thư Quảng, nhưng Thụ tiếp ngay: Anh báo để em biết là đợt tuyển quân tháng trước ở xã ta lấy 35 thanh niên đi nghĩa vụ. Anh cũng tưởng là đi nghĩa vụ như bình thường thôi, nhưng mà không phải. Cái này hết sức bí mật, không được nói chả biết. Là tất cả đám ấy sẽ đi bê. Còn nhiều đợt tuyển quân sắp đến cũng sẽ lần lượt đi bê cả. Thụ dừng lại như bị tát hơi rồi nghẹn ngào: Hợp với, anh sẽ cùng đi với họ. Đảng ủy họp cách đây mấy hôm, sau khi nhận được lệnh tái ngũ của anh. Lúc đầu anh cũng lấy làm lạ là, nhưng chạy lên huyện hỏi thì mới biết là họ cho anh tái ngũ để đi bê. Hợp bình thản: Đi bộ đội thì đi, tỉnh thoảng thì về, chứ có gì mà anh hoảng hốt như thế. Thụ lắc đầu: Em không nghe nói anh nói từ nãy đến giờ. Anh phải đi bê, tức là đi vào Nam, đi đánh Mỹ trong Nam Bộ. Hợp tái mặt choáng váng. Khoảng gần một năm nay ở Xuân Thành, thỉnh thoảng cũng có nghe sầm xì về việc nhà nước đưa người vào giải phóng miền Nam. Nhưng trước sau đó vẫn chỉ là tin đồn, chưa thấy gì cụ thể. Tháng trước, xã được lệnh tuyển quân chọn vài chục thanh niên. Ai cũng coi như một diễn tiến nghĩa vụ bình thường. Bộ đội thời bình thì nặng về sản xuất hơn về chiến đấu. Chính Thủ đã đứng ra làm lễ tiễn đưa tân binh và đọc diễn văn động viên họ, nhắc cho họ biết rằng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là một vinh dự to lớn. Nhưng rồi Thụ thình lình nhận được lệnh tái ngũ. Anh không thấy trở về quân đội là vinh dự tí nào cả. Nhưng anh vừa lớn tiếng khuyên hơn 30 thanh niên trong xã. Thoạt đầu phải nói là Thụ ngạc nhiên lắm. Anh đang làm chủ tịch xã không có khuyết điểm gì, tại sao lại bị tái ngũ? Đành rằng anh từng là chiến sĩ thi đua của đơn vị ngày còn giặc Pháp. Nhưng giữa thời bình này, ai ai cũng lo sản xuất cả, có gì khẩn trương đến độ phải gọi anh cầm súng trở lại. Chính sách của Đảng và Nhà nước là lúc nào cũng phải tổ chức quốc phòng vững mạnh. Nhưng bao nhiêu thanh niên hàng năm vẫn ùn ùn vào quân đội, chưa đủ đông, chưa đủ mạnh hay sao mà phải bắt một cán bộ chính quyền ra đi. Đảng ủy họp động viên Thụ, đồng thời để anh bàn giao chức chủ tịch lại cho Nhiễu. Phó chủ tịch Lai trước đó vài tháng đã sang nắm bí thư xã thay cho Vũ Tín được đều lên huyện. Sau buổi họp, Thụ đạp xe lên huyện tìm Quảng, nhưng Quảng lúc này bận suốt ngày trên tỉnh. Thụ đợi 2 hôm vẫn không thấy Quảng về. 2 hôm đó Thụ ở luôn tại nhà Vũ Tín, bởi vì lúc này Vũ Tín đã dọn lên tỉnh. Ngày đầu tuy ăn chung ngủ chung mà Tín vẫn giấu. Sang ngày thứ 2 Tín mới bảo Thụ: Chỗ cậu với tôi, chả nhẽ tôi biết mà lại không nói. Chỉ xin cậu một điều là biết để bụng, đừng cho ai hay, và nhất là đừng cho ai biết là tớ nói. Thụ sốt ruột hỏi: Cái ấy thì anh nhân trí, tôi thắc mắc là tại sao tôi đang làm chủ tịch xã mà lại bị tái ngũ? Tại sao huyện ủy không can thiệp hộ tôi một tiếng? Vũ Tín trợn mắt đáp: Cậu bị tái ngũ là vì cậu đánh giặc giỏi, mấy huân chương Điện Biên Phủ cơ mà. Cậu phải đi tiên phong giải phóng miền Nam. Thôi chuẩn bị đi, tớ cho cậu biết trước để cậu chuẩn bị. Trước khi đi bê cậu sẽ được tập huấn 8 tháng liền, cả chính trị lẫn quân sự. Suốt thời gian ấy thì cấm thư từ liên lạc với bất cứ ai bên ngoài. Bù lại thì sẽ được bồi dưỡng mỗi ngày 2 đồng tư. Tiêu chuẩn nuôi ăn như thế là cao lắm đấy. Mãn khóa thì được phép về 5 hôm rồi là lên đường. Bây giờ cậu về đi, từ giã cái họp đi là vừa. Thụ ngồi thường người, đầu óc choáng váng lo âu. Tái ngũ là một tin buồn, huống chi lại phải đi Nam. Anh không ngờ cuộc đời lại có những khúc quanh đột xuất đến thế. Tín ngồi bên cạnh vẫn lải nhải nói tiếp. Gã kể rành rọt về hành trình sinh Bắc từ Nam cho Thụ nghe, làm như chính gã đã từng vượt Trường Sơn trở về. Trong thâm tâm Tín vốn chẳng thù ghét gì Thụ, nhưng gã có cái thú vị của một người được nhìn thấy kẻ chung quanh kém may mắn hơn mình. Cho nên thấy Thụ càng lo âu, lòng Tín càng vui. Mặc dù bề ngoài gã cũng phải bày tỏ vài cử chỉ phân ưu cho đúng thủ tục. Im lặng một lúc, Thụ úa hỏi lại: "Ai bảo với anh như thế anh Tín?" Vũ Tín nhún vai: "Tớ biết cái gì tớ nói cái ấy. Cậu không tin thì thôi." Thụ lại ngồi im cúi đầu thở dài. Lâu lắm Thụ mới ngẩng lên nói cầu may: "Bao giờ anh Quảng về, cậu biết không?" Tín đáp: "Chả biết nữa, đột xuất lắm. Cậu biết anh Nam Tiến đi bê từ năm ngoái, đến nay chưa có tin tức gì cả. Tớ nghe nói tình hình như là anh Quảng sắp mà lên công tác trên tỉnh." Nam Tiến là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, là đàn anh đỡ đầu của Quảng. Vợ Nam Tiến, Võ Thị Sương, thua chồng gần 10 tuổi, vốn là người miền Nam, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Năm 54, cha mẹ cô được Đảng gài lại miền Nam để chuẩn bị cho kỳ tổng tuyển cử năm 56. Vợ chồng chỉ có mỗi một đứa con gái, quyết định gửi ra Bắc theo đề nghị của huyện ủy, coi như du học 2 năm chờ thống nhất thì sum họp. Không ngờ chiến dịch tố cộng của Ngô Đình Diệm làm mạnh quá, đám cơ sở nằm vùng bật gốc hết. Cả hai vợ chồng lần lượt ra Côn Đảo, muốn hồi tránh nhưng nghĩ đến đứa con gái đang làm con tin ngoài Bắc, lại đành cắn răng ngồi tù. Bên kia Vĩ Tuyến, Sương lớn dần, gặp Nam Tiến và xây dựng với nhau. Bây giờ Nam Tiến ra đi và giao Võ Thị Sương lại cho Quảng. Thụ hỏi Vũ Tín: "Trường hợp mà huyện ủy và xã ủy cùng can thiệp xin cho tớ ở lại, liệu có được không anh Tín?" Tín hứng hở đáp: "Chắc là được chứ." Tín đáp xong vội vàng đứng dậy bước ra sân. Gã đang cười thầm trong bụng và chợt thương hại cho sự ngây ngô của Thụ. Chính huyện ủy và xã ủy đã đề nghị cho Thụ tái ngũ, và Thụ lại còn đòi người ta can thiệp cho anh ở lại. Nhưng Tín không nói ra. Thụ thì vẫn bám víu chút hy vọng cuối cùng ở Quảng, vì anh tin rằng Quảng đối với anh tình thân như anh em một nhà, lẽ nào Quảng lại không nói hộ một lời. Thụ nằm lì thêm một ngày nữa đợi Quảng, nhưng Quảng vẫn chưa về. Quảng lúc này bận lắm, một tuần có khi chỉ ở huyện 1-2 hôm, còn thì thường xuyên làm việc ngày đêm trên tỉnh. Tình hình mới đòi hỏi Quảng phải hy sinh thì giờ nhiều hơn. Nào là họp bàn về vấn đề phòng thủ, gia tăng nghĩa vụ quân sự, nào là đẩy mạnh sản xuất, tổ chức mỗi xã một kho lương thực phục vụ chiến trường B. Việc chung đã vậy, việc riêng lại còn đa đoan hơn. Những chuyện làm ăn thầm kín mà đồng chí Nam Tiến đàn anh gửi gắm lại, Quảng phải lo chu toàn. Mất nhiều thì giờ nhất là việc săn sóc Võ Thị Sương, vợ Nam Tiến, người đàn bà miền Nam đa cảm và mau quên mà Quảng đang tạm xử lý thay thế đàn anh ở phương xa. Ngần ấy công việc bám chặt lấy Quảng cho nên đã ít khi về huyện. Thụ chờ mỏi mắt tuyệt vọng, đành đạp xe quay về Xuân Thành, tìm đến nhà Hợp tâm sự. Đời anh chưa bao giờ cảm thấy chán chường đến thế. Anh nhẩm lại từ thuở thơ ấu, mồ côi cha mẹ, sống nương nhờ bà dì ở một làng nhỏ ngoại ô thành Sơn Tây. Bà dì có sản nghiệp khá, lại thương cháu nên Thụ không vất vả như những trẻ mồ côi khác. Anh đi học ngày 2 buổi ở trường làng, hết tiểu học thì nhà trường cũng không còn lớp cao hơn. Bà dì gửi Thụ lên tỉnh. Đang học, Thụ nghe lời tuyên truyền bỏ trường vào bộ đội đánh Tây. Rồi tan giặc, Thụ phục viên chuyển sang sản xuất và hành chánh. Cuộc đời anh tương đối êm ả. Ở công tác nào Thụ cũng đem hết sức ra phục vụ. Chế độ tước hết quyền tư hữu, bắt anh và mọi người làm chủ tập thể mọi thứ trên đời. Không sao, anh chỉ xin làm chủ cá thể có một thứ là tình yêu, là Hợp, mà cũng không được. Đổi mấy năm phấn đấu của anh và của Hợp không mang lại cái gì cho cả hai người. Thụ kể hết cho Hợp nghe những gì Vũ Tín đã tiết lộ cùng anh mấy ngày vừa qua. Giọng Thụ lúc đầu xúc động ngắt quãng, dần dần bình thản chậm rãi, y như đã chấp nhận một thực tế hiển nhiên dù không muốn. Hợp cục đầu trên hai đầu gối, nước mắt ướt đẫm. Chuyện tình không ngờ lại kết thúc như thế. Thụ nói xong ngồi im rất lâu. Hợp vẫn chưa ngẩng lên. Thụ đặt tay lên vai Hợp, nói một câu rất cải lương: "Đi chiến trường thì cũng phải có ngày về. Có ai đánh giặc cả đời bao giờ, và chả những ai đi cũng chết cả. Nhưng mà anh biết lần này anh đi xa và lâu lắm, cho nên anh không dám mong. Hợp sẽ chờ anh." Hợp không đáp. Nàng lặng lẽ lau khô nước mắt, rồi đột ngột ngẩng phát lên: "Chứ cái thằng gì, em thằng Quốc, phải đi nghĩa vụ. Xã đoàn can thiệp cho nó hoãn lại. Tại sao anh là đảng viên, là chủ tịch xã mà không ai nói một lời nào để giữ anh lại chứ?" Thụ đáp: "Anh khác. Có phải là anh đi nghĩa vụ lần đầu đâu. Anh là bộ đội phục viên, bây giờ trở lại quân đội vì quân đội cần." Hợp gằn giọng uất ức: "Việc này em tin là lão Quảng nó nhúng tay vào đấy." Thụ hơi bực mình: Em phát ngôn linh tinh quá, anh Quảng mà em cứ lão này lão kia là thế nào? Lời trách nhẹ của Thụ không ngờ lại là bát dầu đổ vào lửa. Hợp gào lên: Em chưa gọi nó là thằng, tức là còn may cho nó lắm đấy. Anh biết không, nó đẩy anh đi chiến trường chứ còn ai vào đây nữa. Thụ vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Với Thụ, những người chiến sĩ đàn anh mà Thụ có dịp quen biết từ xưa đến nay thì chưa ai khả kính như Quảng. Quảng là một đảng viên già dặn về lý luận mà còn nổi bật về tác phong nữa, cho nên khi nghe Hợp tỏ ý khinh thường Quảng thì dù yêu Hợp bao nhiêu, Thụ vẫn thấy không thể tán thành việc người yêu xúc phạm đến Quảng như thế được. Thụ gay gắt nói: Này, không phải là thấy anh yêu em rồi em muốn nói gì thì nói đâu. Việc anh tái ngũ thì có dính dáng gì đến anh Quảng mà em đổ cho anh ấy. Anh muốn bênh đồng chí của anh thì anh cứ việc bênh đi. Còn em á, em biết rõ cái mặt trái của nó từ lâu lắm rồi. Nó là một thằng khốn nạn, nói cho anh biết. Thụ đẩy mạnh vai Hợp: Này, hỗn vừa vừa chứ nhé. Ừ, tôi hỗn đấy, tôi chẳng cân hơn nào cả. Tôi nhịn nhục 4 năm nay rồi. Tôi để người ta chửi, người ta mắng cả nhà tôi, người ta giày vò tôi. Bây giờ tôi mới biết tôi là con ngu đây này. Con bé này nó điên rồi, ăn nói lung tung. Thụ không hiểu nổi. Anh cố gắng nhịn, dịu giọng trấn an: Hợp ạ, em biết em, anh biết là em buồn em chán. Anh cũng buồn, anh cũng chán. Ngày kia anh phải đi thụ huấn rồi, nhưng sáng mai anh sẽ đạp xe lên huyện, nói chuyện với anh Quảng, nhờ anh Quảng can thiệp, may ra thì có thể hoãn được. Hợp bĩu môi cay cú: Thằng Quảng mà nó can thiệp cho anh, chính nó tống cõi đi cho khuất mắt, để anh khỏi cưới tôi. Anh ngây thơ lắm, anh chỉ là một thằng trẻ con, anh hiểu chưa? Thụ không thể ngờ được cái con bé này mấy năm nay hiền ngoan nhất thế gian, bỗng dưng chỉ một phút uất ức mà trở thành đanh đá chua ngoa. Càng nhịn nó càng làm giả. Thụ quát: Láo vừa vừa chứ, câm cái mồm đi. Hợp đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, dáng điệu thách thức như sắp đánh ghen. Tôi không câm, đằng nào các anh cũng sắp đi rồi, nhưng mà tôi muốn cho anh mở mắt ra, nhìn rõ cái thằng bí thư kính yêu của anh. Anh có biết là ngày anh mới quen tôi, nó tống cổ anh đi học trên tỉnh không? Anh biết nó tống cổ anh đi học để làm gì không? Để ban đêm nó mò trong đây nó hiếp tôi đây này, anh biết không? Thằng Quảng khốn nạn hiếp tôi đấy. Nó biết là anh yêu tôi, nó tống anh đi để nó hiếp dâm tôi. Anh còn đánh đồng chí của anh nữa thôi chứ. Thụ vụt xông tới tát ra Hợp một cách thật mạnh, khiến Hợp lảo đảo lùi về phía sau. Nhưng Hợp không khóc không sợ, nàng vẫn ngang ngạnh nhìn Thụ nói tiếp: Này, anh có muốn biết thêm đồng chí của anh nữa không? Anh hỏi bà Túc, chị Trinh, chị Thục đi, người ta sẽ kể cho anh nghe hết. Toàn là các bà quá, mới lại có chồng đi di cư vào Nam cả. Đi hỏi ngay đi, xem thằng Quảng nó làm cái gì các bà ấy chứ. Thụ không nghe nữa, anh vùng vòng bỏ ra cửa. Anh thấy mình đã yêu lầm đứa con gái địa chủ mang dòng máu giai cấp bóc lột phản động. Dù có cố gắng gột rửa bao nhiêu năm đi nữa vẫn không thay đổi được bản chất. Lúc bình thường không gặp thử thách thì rất tốt, mới xúc động một tí đã dám vu cáo cho người khác. Đồng chí bí thư kiêm chủ tịch huyện Vĩnh Phúc, từ bà già đến trẻ con đều phải coi là thần tượng, mà nó dám trắng trợn dám ra tội hiếp dâm. Rõ ràng nó vẫn có một âm mưu chia rẽ tình đồng chí giữa Thụ và Quảng. Thụ chợt liên tưởng đến Mít, vợ Nhiễu, đứa con gái điêu ngoa chân cháo mà Thụ chán ngấy. Một lần ra chợ, Thụ tình cờ thấy Mít đang chửi nhau với anh hàng thịt chó. Chị ta đứng chống nạnh, hai chân hơi dạng ra, quần sắn ống cao ống thấp. Bà đập váy vào cả mặt vào nhà mày đó. Hình ảnh ấy ăn sâu vào trí Thụ. Anh buồn dùm cho Nhiễu có con vợ mất dạy. Bây giờ bỗng dưng anh có cảm tưởng là nếu phải chửi nhau thì chắc Hợp cũng không thua gì Mít. Thôi như thế cũng được, Thụ có thể an tâm lên đường, không tiếc nuối gì cả. Cũng may có cơ hội này mới nhìn ra con người thật của Hợp. Hợp đứng nhìn theo Thụ, đôi mắt quắc lên những tia căm phẫn. Nàng thấy rõ một thằng đàn ông ngu như Thụ thì chả có gì để phải xót xa tiếc rẻ. Lòng Hợp hết cả đau buồn, chỉ còn toàn là uất ức. Những lời Bính nói sai cho nàng về tập đoàn Cộng sản, Hợp thấy bây giờ không sai. Hợp múc nước rửa mặt, trải lại mái tóc và cắp nón sang nhà Bính. Còn Thụ về đến nhà, anh quăng xe đạp ngoài hiên, ngồi bệt trên hè thở dốc. Cơn giận chưa nguôi trong lòng, anh hết sức chán nản, đôi mắt lạc thần nhìn quanh khu vườn nhỏ trước nhà. Dàn mướp mới đâm bông tươi mát trong ánh sáng đang mở dần của một ngày sắp tàn. Đàn gà toàn những con mới lớn đứng túm tụm chờ Thụ lùa lên chuồng. Anh chỉ còn một ngày mai trong cơ ngơi nhỏ bé này tạo dựng vất vả. Suốt hơn 4 năm không tham ô, không bòn xén, Lẽ ra ngay khi được lệnh tái ngũ, Thụ đã phải gọi người đến báo, nhưng anh bận bịu quá và lòng vẫn nuôi hy vọng có thể cậy cục ở lại. Cuối cùng hóa ra sôi hỏng bỏng không. Anh nghĩ đến Tín, đến Tạo và tất cả các đồng chí trong thường vụ xã ủy cũng như cả 7 thôn trong toàn xã. Lòng anh buồn vời vợi vì thấy họ may mắn hơn anh. Lũ chúng nó đứa nào cũng đầy dẫy khuyết điểm mà hóa ra lại sướng hơn Thụ, cả Quốc nữa. Chính Thụ đã đề nghị đảng bộ kết nạp Quốc, rồi nay mai khi bầu cử bổ sung, thế nào Quốc chẳng nhảy ra ứng cử và nắm một chức vụ quan trọng trong guồng máy chính quyền. Tạo thì đã yên bề bên cạnh Diệu với đứa con đang chập chững biết đi. Bà Cửu mẹ Diệu vừa mất, để lại chút vốn liếng, nghe nói đến mấy chỉ vàng. Vinh quang nhất là Nhiễu, mấy năm nay tranh chấp kèn cựa mãi để mong nắm ghế chủ tịch mà không được. Bây giờ Thụ đột ngột ra đi, bàn giao lại cho gã. Hôm bàn giao, vợ Nhiễu đích thân mò đến nhà Thụ trao gói quà tiễn đưa và nói với Thụ những câu ân tình ngọt hơn mía lùi, như để đền đáp lại cái ơn trời biển của Thụ là đã tạo điều kiện cho Nhiễu ngoi lên. Cao hơn đó là Quảng nay mai sẽ về tỉnh công tác, dần dà thế nào chả lọt vào bộ máy chính quyền trên đó. Rốt cục chỉ có Thụ và Hợp là xui xẻo hơn cả. Nghĩ đến Hợp, Thụ lại tức uất lên. Anh chỉ còn chọn một ngày mai ở Xuân Thành, sáng ngày kia đã phải lên đường trình diện tập huấn. Lẽ ra ngày mai phải là ngày hai người dành chọn cho nhau, để khi ra đi Thụ sẽ có chút kỷ niệm làm hành trang cho chỗ đời còn lại. Không ngờ phút chót chính Hợp lại đánh mất đi tất cả hình ảnh tuyệt vời của nàng mà Thụ vẫn cưu mang mấy năm nay. Thụ uể oải đứng dậy vào nhà. Trời đã tối sẫm. Anh lần trong túi áo lôi ra cái bật lửa nhôm, trong ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn giữa nhà. Chưa bao giờ Thụ thấy quạnh hiu đến thế. Tối nay đáng lẽ có buổi tiệc tiễn đưa do xã ủy và ủy ban nhân dân xã khoản đãi Thụ, nhưng anh đã nhất định từ chối vì định bụng sẽ đến với Hợp trọn đêm để dặn dò Hợp những điều cần thiết trước khi chia tay, đồng thời tặng Hợp căn nhà và tất cả gia tài khiêm tốn của anh. Mọi dự tính bỗng dưng sai lạc hết chỉ vì Hợp nặng lời khi nhận xét về Quảng. Thụ mệt mỏi bưng đèn xuống bếp. Không còn gì ăn cả, nồi cơm còn một tí dưới đáy đã lên mốc xanh từng khoảng 3 ngày sau khi Thụ vắng nhà. Thụ muốn chạy ra sân trói một con gà vào cát tiết, vặt lông làm thịt ăn cho đỡ đói, nhưng anh chán nản không đủ can đảm làm việc ấy. Thụ nhóm lửa đun nấm trà, nhân tiện vùi mấy củ khoai ăn tạm. Ngồi nhìn ngọn lửa, lòng Thụ lắng xuống, cơn giận tan dần và anh chợt thấy hối hận đã to tiếng với Hợp, và nhất là đã dám tát Hợp một cách thật đau. Hay là những điều Hợp nói về Quảng đều là sự thật? Thụ lẩm bẩm tự hỏi. Anh nhớ ra một điều là Hợp chưa bao giờ nói dối anh điều gì. Nàng không phải là loại người như thế, nhưng nếu quả thật Quảng có hành vi bỉ ổi với Hợp thì nàng đã phải nói cho Thụ biết từ lâu. Tại sao lại âm thầm chịu đựng mãi đến bây giờ mới phun ra? Thụ loay hoay suy nghĩ. Hình ảnh của Quảng và của Hợp trộn lẫn trong đầu, lúc thì nghiêng về bên này, lúc ngả sang phía bên kia. Có lẽ nào một người đạo đức như Quảng lại hủ hóa đến thế được? Những người đàn bà vắng chồng mà Hợp nhắc đến chiều nay, Thụ tuy không quen nhưng cũng biết cả. Giá Hợp cho anh hay trước thì anh có thể tìm cách kiểm tra và tìm được sự thật dễ dàng. Bây giờ thì muộn quá rồi. Thụ sắp phải ra Xuân Thành, và anh biết chắc chắn suốt khóa học 8 tháng tới anh sẽ bận tâm mãi về một câu hỏi chưa giải đáp được, là đồng chí Quảng, bí thư kiêm chủ tịch huyện Vĩnh Phúc, có thật là một thằng khốn nạn hay không? Ấm nước sôi, Thụ tắt bếp, pha trà và đổ vào bình thủy. Anh bưng đèn lên nhà, ngồi chờ trà ngấm. Sực nhớ đến mấy củ khoai, Thụ lại chạy xuống bếp bới đống tro moi lên. Củ khoai dở sống dở chín, nhưng Thụ không quan tâm. Anh vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Trong đầu anh bỗng nảy ra một câu hỏi: tại sao cả đảng ủy Xuân Thành đều phản đối chuyện anh yêu Hợp mà một mình Quảng lại tán thành? Có gì uẩn khúc trong ấy? Ngày đó không bị Quảng ngăn cản, Thụ rất mừng vì chủ quan nghĩ rằng Quảng giải quyết vấn đề có tình có lý. Nhưng bây giờ lật lại vấn đề khách quan hơn thì anh thấy rõ cách xử lý của Quảng như vậy không đúng với lập trường công nhân, rõ ràng là thiếu đảng tính. Và phải chăng Quảng cũng chỉ là một đứa phi vô sản đội lốt như Thụ? Nghĩ đến đây, Thụ quăng củ khoai, thổi phật ngọn đèn, bước ra sân, nhảy lên xe đạp đi tìm Hợp. Thụ trách mình đã quá nóng nảy. Thụ chuẩn bị những lời anh sắp phải nói xin lỗi Hợp lát nữa đây khi gặp nàng. Trời đã tối đen, Thụ dướn người đạp thật nhanh để chiếc đèn xe đủ chiếu sáng trên khúc đường ngoằn ngoèo dẫn ra mé sông. Tới trước nhà Hợp, anh rẽ vào, dựng xe ở bụi chuối và nhận ra cửa trước đã đóng kín. Thụ tiến lại trố mắt nhìn ổ khóa to chìa ra trước mặt anh như khiêu khích. Tối nay Hợp ở lại bên nhà Bính, nhưng Thụ không biết. Thụ buồn bã đi vòng ra phía sau, và tuy đoán chắc là Hợp đi vắng, anh cũng lên tiếng gọi mấy lần, đồng thời đưa mắt nhìn quanh tuyệt vọng. Một lúc sau anh tần ngần ra về. Đạp được một quãng, anh thấy một toán người lố nhố từ bờ sông đi lên, nói chuyện oang oang. Con đường độc đạo Thụ tránh mặt đi đâu cũng không được, và lại cũng chả cần phải giấu giếm nữa, vì nay mai anh đã đi rồi. Thụ đạp xe từ từ tiến lại phía đám đông. Anh nhận ra Hối, trưởng ban công an, đi bên cạnh đồng chí xã đội trưởng. Phía sau khoảng 10 người nữa, vừa dân quân vừa nhân viên công an, trang bị súng ống đầy đủ. Bình thường khi còn ngồi ở ghế chủ tịch, thể nào Thụ cũng xông xáo đi theo Hối kiểm tra thủy lộ. Nhưng lúc này Xuân Thành đối với anh không còn gì ràng buộc nữa, cho nên anh rất dửng dưng. Hối reo lên rồi hỏi: "Bao giờ anh đi?" Thụ đáp: "Sáng ngày kia tôi lên đường." Hối trịnh trọng đề nghị: "Nhân tiện gặp anh đây, anh cho chúng tôi chào luôn thể, chúc anh đi mạnh khỏe, chiến đấu tốt, lập nhiều thành tích. Tối nay mời anh lại trụ sở, anh em có chút quà liên hoan." Thụ bắt tay từng người, từ chối rồi đạp xe ra về. Sáng hôm sau Thụ dậy sớm trở lại nhà Hợp, nhưng cửa vẫn khóa. Như thế là hoàn toàn hết hy vọng gặp nàng để xin lỗi. Rõ ràng Hợp đã tránh mặt. Thụ đạp xe ra chợ vì hôm nay có phiên chợ thứ bảy. May ra gặp Hợp ở ngoài ấy chăng. Anh đi quanh quẩn chăm chú nhìn vào những hàng quán quen thuộc mà Hợp thường ghé, nhưng tuyệt nhiên không có. Chỉ thấy Mít vợ Nhiễu ăn mặc đỏm dáng đang bưng tô bún riêu phủ đầy rau chuối thái mỏng, và lấy và để, và bà hàng bún luôn mồm nịnh Mít: "Sơ đi bà chủ tịch ạ, chỗ chị em mình với nhau, mà thật chả mấy khi bà chủ tịch thèm ghé vào ăn quà hàng em." Thụ lắc đầu quay đi. Chồng mới lên chủ tịch được mấy hôm, Mít đã đổi thay toàn diện, từ áo quần son phấn đến dáng điệu cử chỉ, lúc nào cũng vênh váo hách dịch. Thụ đạp xe lên huyện, hy vọng là Quảng đã trở về sau mấy ngày công tác trên tỉnh. Anh ghé trụ sở Ủy ban Nhân dân, nhưng đồng chí chủ tịch không có mặt ở công đường. Thụ lại nhà riêng, thấy cánh cổng đóng kín. Anh cầm sợi dây chuông giật mạnh mấy cái, vẫn chẳng có ai bên trong. Mặc dầu anh thấy cửa bên hông hé mở. Thụ buồn bã đi đi lại lại một lúc, toan bỏ về thì bỗng thấy dáng người cần vụ thấp thoáng trong bếp. Thụ vẫy tay gọi: "Mộc, Mộc, anh Mộc ơi!" Người cần vụ của Quảng cầm cây chổi bước ra, lạnh lùng nhìn Thụ. Thụ hỏi: "Anh Quảng về chưa?" Mộc đáp: "Về rồi, chuyến xe đêm hôm qua." Thụ mừng rỡ: "Thế thì may quá, anh làm ơn nói hộ." Thụ chưa dứt câu thì Mộc đã lắc đầu: "Anh ấy dặn là hôm nay anh ấy bận, không có tiếp ai cả." Thụ không nản chí, anh vẫn biết giữa Quảng và anh có một quan hệ mật thiết như anh em, cho nên Thụ bảo Mộc: "Anh cứ vào nói hộ tôi là có Thụ ở dưới Xuân Thành xin gặp." Mộc hững hờ đáp: "Ai chả biết anh là Thụ, ai chả biết anh ở Xuân Thành, nhưng anh Quảng có khách không gặp được." Thụ nhấn mạnh: "Tôi sắp đi chiến trường, đến chào anh ấy một tiếng không được à?" "Tí thôi chứ có kể cả gì lâu đâu mà sợ." Mộc gắt: "Đã bảo là có khách mà lại..." Thụ bực mình: "Khách thì khách chứ, tôi là đồng chí, là đảng viên, là chủ tịch xã, có việc khẩn trương, không nhẽ anh ấy không tiếp à? Khách nào mà quan trọng đến thế?" Mộc dịu giọng giải thích: "Anh Thụ à, vẫn biết anh là chủ tịch xã Xuân Thành, nhưng anh so với bà Võ Thị Sương, vợ ông Nam Tiến, thì anh có là cái thá gì không? Bà Sương đang nằm trong buồng với ông Quảng cái kia, cho anh vào để ông ấy đập vào mặt tôi à?" Dứt lời, Mộc vác cây chổi quay vào. Thụ lủi thủi dắt xe ra phố huyện. Nước mắt anh đang sắp trào ra. Anh đi lang thang một lúc, ghé vào tiệm ăn dùng cơm trưa rồi quay về Xuân Thành. Anh không tìm Hợp nữa. Giữa anh và Hợp, tình cảm kể như đã dứt. Giữa anh và Quảng, tình đồng chí cũng chả còn gì. Thụ mím môi tự bảo với mình như thế. Anh ra hợp tác xã tìm Hoa và viết để lại một mảnh giấy. Tám tháng sau, Thụ mãn khóa tập huấn. Anh trở về làng cũ thăm bà dì. Lúc Thụ đẩy cánh cổng tre bước vào, con chó già đang nằm thẻ lưỡi phơi nắng ngoài hiên, thấy người lạ chồm lên sủa vang. Thụ vớ cái que giơ lên dọa. Người dì của Thụ từ trong bếp nheo mắt nhìn, rồi khi nhận ra đứa cháu xa cách đã lâu, bà chạy vội ra sân, tay vẫn còn cầm cây gậy khều lửa, vừa reo vừa trách: "Cháu đi biệt đâu mấy năm nay chả thư từ gì cả, thằng này tệ thật." Thụ cười gượng, tháo ba lô đặt xuống chân đáp: Bận quá gì ạ? Thụ ngồi xuống trên bậc tam cấp. Bà dì nhìn anh đăm đăm rồi lo lắng nói: Trời ơi, làm gì mà mày đen như củ súng thế này, lại gầy nữa. Phải giữ gìn sức khỏe con nhá. Lao động thì cũng vừa vừa thôi. Mày chỉ tổ ăn cơm nhà vác cả voi. Thụ chỉ cười. Bà ngồi xuống bên cạnh, giọng nghiêm nghị nói: Cách đây độ nửa năm, dì nhận được món tiền do cái chị dì ở bên Vĩnh Phúc gửi sang. Nói là tiền bán căn nhà của cháu. Dì vẫn để riêng ra đấy, chưa có đụng vào đâu. Thụ nói mau: Con biếu gì với em Giang? Rồi nhân tiện anh hỏi: Giang nó đâu rồi? Chồng con gì chưa gì? Nhắc đến nó thật chán mơ đời. Anh có về mà mắng nó hộ gì không? Con gái nhớn tướng nó rồi mà chả ý chả tứ gì cả. Cũng có vài đám người ta đánh tiếng rồi, nhưng mà ai nó cũng lắc đầu, chỉ thích vui với bạn với bè mà thôi. Thì dì cứ để mặc nó. Đến tuổi nào đó thì tự nó sẽ phải lo. Lúc ấy thì sợ lại cuống lên. Thụ thoáng nhớ đến Hợp và tự dưng muốn nghẹn lời. Anh đã cố gắng quên đi, đã tự nhủ nhiều lần 5 ngày phép cuối cùng bên cạnh người dì và cô em họ. Anh sẽ dành trọn vẹn thời giờ để chỉ nghĩ đến hiện tại, vui chơi, thăm hỏi xóm làng cũ, nhất quyết quên cả dĩ vãng ở Xuân Thành lẫn tương lai ở Trường Sơn. Nhưng nghĩ là một chuyện, trái tim anh vẫn đang rướm máu, khó mà có thứ thuốc nào hàn gắn ngay được. 8 tháng nay Thụ khổ công phấn đấu ở quân trường, lúc bơ phở mệt mỏi và đôi khi đã thoáng tính đến chuyện tự sát ngay trên sân bắn. Chỉ cần một chút can đảm, cây súng trong tay sẽ đưa anh vĩnh viễn qua khỏi những ưu tư của tình cảm và những bế tắc của tương lai. Anh viết hàng chục lá thư cho Hợp, dự định sẽ liều lĩnh men ra hàng rào, hối lộ gã vệ binh gác cổng để nhờ gã gửi về Xuân Thành. Nhưng cuối cùng Thụ lại thôi. Để làm gì nữa, muộn quá rồi. Sau mỗi lần xúc động lên cao, anh tự than với mình như vậy và gạt hết. Chỉ còn một điều mà anh muốn biết chắc là suốt quãng đường Mai Hậu, cho đến lúc bỏ xác ở một xó xỉnh hoang vu nào đó, có lẽ hình ảnh của Hợp sẽ mãi mãi ở trong lòng anh với tất cả niềm yêu thương. Dứt khoát với lòng mình xong, Thụ thấy trong lòng nhẹ đi phần nào ở những tháng cuối cùng của lịch trình thụ huấn. Ấy thế mà ngày mãn khóa, cầm tờ phép trong tay bước ra khỏi cổng trường, anh lại đứng tần ngần lưỡng lự mãi không biết đi đâu. Trong một lúc yếu đuối, Thụ đón xe khách về Xuân Thành. Thế nào cũng phải gặp mặt, nói vài câu từ giã. Một ngày là nghĩa kia mà, chả nhẽ quen nhau mấy năm, bây giờ kết thúc như thế này. Biết đâu người ta chả đang mong mình, cũng như mình đang nhớ người ta. Ngồi trên xe, Thụ cứ tự an ủi như thế để thêm can đảm mà tiến tới. Kể ra thì ý nghĩ của Thụ cũng có phần đúng. Ở Xuân Thành, Hợp vừa trải qua những ngày cực kỳ xáo trộn, cứ hết nhớ thương rồi lại căm hờn. Nàng yêu con người hiền hòa mực thước của Thụ, nhưng lại căm thù sự mù quáng của Thụ, và phút chót vẫn còn tuyệt đối tin tưởng Quảng là người đạo đức. Mấy hôm đầu khi Thụ mới đi, Bính giữ Hợp ở lại nhà mình, tìm hết cách giải khuây. Hai người đem nhau chèo thuyền đi tới những phiên chợ rất xa ở làng khác, huyện khác. Hợp có những thái độ và cử chỉ bất thường lắm, nhiều khi chả có duyên cớ gì, bỗng cười khanh khách, rũ rượi chảy cả nước mắt, rồi ngay sau đó lại thừa người đăm chiêu. Bính hỏi cũng chả thèm trả lời. Nhưng Bính rất cảm thông, những người yêu tha thiết sau một cuộc tình đổ vỡ thường vẫn kỳ cục như thế. Chỉ có liều thuốc thời gian mới giải cứu từ từ được. Trong vài chuyến đi chơi xa, Bính cố dàn xếp để Vị, em chồng Bính, cùng đi theo. Hợp hiểu chủ đích ấy, nhưng dưới mắt nàng, Vị vẫn chỉ là một bóng mờ, chưa thể thay thế Thụ được. Đám cán bộ đồng chí của Thụ ở xã khoan khoái nhìn Hợp đắng cay. Tạo thì tiếc hồi hụi vì đã có vợ, mặc dù nếu còn độc thân, gã cũng chẳng làm gì được. Vũ Tín công tác trên huyện, thỉnh thoảng kiếm cớ về ghé nhà Hợp nói dăm ba câu gỡ gạc không có kết quả. Quảng cũng vừa lên tỉnh, và mối tình của gã với vợ đồng chí Nam Tiến còn đang trong thời kỳ trăng mật, cho nên Quảng chưa thèm chú ý tới ai. Tháng thứ 6 sau ngày xa Thụ, cuộc sống của Hợp dần dà bình thường trở lại. Thì một hôm ở chợ về, Hợp thoáng thấy chiếc xe đạp Peugeot màu xanh rất mới dựng ở bụi chuối trước hiên. Hợp giật mình kinh hãi vì nhận ra xe của Quảng. Xuân Thành không ai sắm được xe tốt như thế. Chưa rẽ vào cổng, Hợp đã vội vàng khựng lại và toan quay đầu chạy trốn thì nghe tiếng gọi: Cô Hợp, cô Hợp. Giọng nói quen quen, chưa biết là ai, nhưng rõ ràng không phải là Quảng. Người đàn ông từ trong vườn nhà Hợp tiến ra. Hợp hoàn hồn, mừng quính kêu lên: Ôi giời, ông Quý, tôi cứ ngỡ là ai. Giời ơi, lâu quá ông mới tới chơi. Chỉ một tiếng chào và ánh mắt thân tình của Hợp đã xóa tan hết mọi ưu tư trong đầu Quý. Từ lúc đến đây không gặp Hợp, Quý nán lại ở quanh quẩn trong vườn chờ đợi. nhưng lòng anh lo lắm. Nói đúng ra anh bắt đầu lo ngay từ lúc quyết định về thăm Hợp. Trước hết anh tự hỏi, không biết Hợp có còn ở Xuân Thành hay đã lấy chồng ở phương nào rồi? Hoặc còn đó mà lấy chồng rồi thì chuyến về thăm rất xa xăm này cũng hoàn toàn vô ích. Rồi sau khi tự cho phép mình hy vọng là Hợp chưa lấy ai, thì Quý lại lo là khi gặp Hợp, Hợp sẽ hứng hở với anh, hoặc tệ hơn, nàng tìm cách lánh mặt. Lời tỏ tình năm nào và thái độ từ chối dứt khoát của Hợp vẫn còn ám ảnh Quý, huống chi tháng ngày qua đi, tuổi đời anh càng cao, lôi kéo theo những mặc cảm khó tránh được. Nhưng đã lỡ về thì phải liều. Đến làng, anh đạp xe lại thẳng nhà Hợp. Anh ngơ ngác đứng nhìn vào cái sân rộng bây giờ phơi toàn lúa với khoai. Vài xã viên đứng ngồi rải rác trên hè. Anh sực nhớ ra cách đây 4 năm chính anh đã đến kiểm tra cho xã tiếp quản căn nhà này. Quý Bùi ngồi vòng ra chợ. Vài người quen nhao nhao chào hỏi. Quý ghé vào một quán nước, nóng lòng hỏi thăm về Hợp. Anh khôn khéo bắt đầu rất xa. Làng mình những người đi cải tạo có ai về được chứ nhỉ? Về thế nào được mà về. Quý kể ra một lô những người đang ở tù, rồi nhân đó gợi hỏi, thế ông Bá Hậu cũng chưa có tăm hơi gì à? Ôi dào, mấy người nhẹ tội còn chả được tha, huống hồ chi là ông Bá Hậu. Thế cô Hợp, con gái ông Bá lúc này thế nào? Họ lấy nhà chưa nhỉ? Giờ này con hỏi việc ấy, họ tịch thu ngay từ cơ hội ông mới đi cơ. Họ tống cái Hợp ra ở nhà bà Phó Kình mãi ngoài bờ sông. Quý chỉ cần có thế. Anh Toán đứng dậy từ giã thì người đàn bà vui miệng kể luôn chuyện tình của Hợp với Thụ cho anh nghe. Và bà ta kết luận, ấy thì cả làng ai cũng tưởng là thế nào nó cũng lấy cái ông Thụ. Đúng một cái thì ông Thụ bị tái ngũ, mất cả chi lẫn chài. Quý cố hình dung ra gã con trai tên Thụ mà Quý chưa bao giờ biết mặt. Quý thoáng buồn trong lòng, một chút tủi thân dâng lên đè lấy trái tim, khiến Quý bất giác thở dài. Hợp vừa mới từ chối mình xong thì lại mê ngay thằng khác. Quý ngẫm nghĩ rồi bùi ngồi than, ôi, tôi đi có mấy năm mà làng ta thay đổi quá nhỉ. Anh chào người đàn bà, đạp xe ra hướng sông tìm nhà Hợp. Càng đến gần, Quý càng mất bình tĩnh vì chỉ sợ Hợp sẽ lạnh nhạt với anh. Nhất là Quý đoán chắc một điều là Hợp vẫn còn yêu Thụ. Bởi đinh đinh như vậy cho nên khi thấy Hợp tỏ ra niềm nở, Quý hết sức cảm động. Riêng Hợp gặp lại Quý không phải biết cư xử thế nào vì quá đột ngột. Cái vui hiện tại của Hợp sở dĩ bộc lộ rõ rệt như thế chỉ vì lúc nãy nàng tưởng rằng chiếc xe đạp đó là của Quảng. Mà sau một nỗi lo sợ hụt thì ai chả mừng. Quý ấp úng vấn an, cô vẫn mạnh khỏe chứ ạ? Hai cũng có bằng an không cô? Hợp cắp thúng đi song song với Quý vào nhà và đáp, vâng, mời ông vào chơi. Cảm ơn ông hỏi thăm, tôi vẫn thường thôi. Ông Nom thì biết, bố mẹ tôi thì sụt đi nhiều, nhưng rời thương chưa đến nỗi nào. Quý theo Hợp lên hè, chờ nàng mở khóa cửa. Anh thấy Hợp vẫn đẹp, tuy có già dặn hơn và đôi mắt sắc bén hơn ngày anh mới gặp. Hợp quăng cái thúng ở góc nhà, kéo ghế mời Quý ngồi tạm, rồi xin phép ra sau nhà. Nàng rửa mặt, thay bỏ chiếc áo cánh nâu và trả lại mớ tóc, rồi trở ra. Quý trố mắt nhìn khiến Hợp ngượng nghịu, vừa cười vừa nói một hơi dài, nghe nói ông đi trồng rừng trồng gỗ gì kia mà. Người ta bảo vất vả lắm, mà sao Nom ông chả có vẻ gì là lao động cả. Ai lên đấy thì cũng ngã nước da vàng bủng, còn ông thì hình như Nom lại hồng hào hơn đấy. Quý run lên vì lời khen của Hợp. Quả thực có vậy. Quý mò về thăm Hợp hôm nay cũng có mang theo một niềm tự tin trong lòng là bề ngoài anh không đến nỗi nào, anh vẫn có tiền. Cái xe đạp của Joe kia đủ nói lên điều đó. Huống chi Quý lại diện áo sơ mi trắng, quần kaki xanh và đôi giày vải vừa được cẩn thận đánh lên một lớp bột trắng. Cho nên ngay khi ghé chợ, các bà hàng rong đã nhìn Quý như một thứ công tử lão thành vừa thoát xác, trút bỏ hẳn cái dĩ vãng cầm que đi bắt lợn quanh làng mấy chục năm trước. Nói đúng ra thì Quý vẫn còn giữ cái lề lối cổ truyền của dân quê đất Bắc. Bất kỳ ai bỏ làng đi tha phương cầu thực, có làm ăn khấm khá, nở mặt nở mày thì mới vác mặt về thăm quê cũ. Còn chẳng may mà trắng tay thì đi luôn, đành sống chết thầm lặng nơi xứ người mà thôi. Cái sĩ diện bề ngoài đối với họ, trong đó có Quý, là điều hết sức quan trọng. Cho nên nghe Hợp gián tiếp khen mình vẫn còn phong độ, Quý hớn hở đáp, chả nói dấu gì cô, tôi thì tiếng là đi làm rừng, nhưng mà tôi có phải mó đến cái búa hay con dao bao giờ đâu. Số tôi kể nó cũng may cô ạ. Để tôi kể cho cô nghe, cô mừng hộ tôi. À nhưng mà cô có bận gì không đã? Gặp lại cô thế này là quý hóa lắm rồi. Nếu cô vội thì tôi không dám quấy quả thì giờ của cô. Hợp cười thành thật. Ông lại khách sáo rồi, ông cứ chơi đi. Tôi chả bận gì cả. Việc nhà không làm hôm nay thì ngày mai. Chồng mong con khóc gì mà phải vội. Quý càng lâng lâng sung sướng, không ngờ Hợp tỏ vẻ thân tình đến thế, lại khéo đưa đẩy và lâu lâu chen vào vài lời nói đùa để Quý tự nhiên hơn. Quý hoàn toàn thoải mái, rút gói thuốc lá và chiếc bật lửa nhôm, gắn một điếu lên môi, châm lửa rồi kể. Hôm đi thú thật với cô là vừa buồn vừa lo quá, chả biết giờ nó sẽ ra làm sao. Hãi quá cô ạ. Họ ném chúng tôi mãi lên trên Đồng Văn ấy, không một bóng người, không một mái nhà. Mấy hôm đầu chỉ có phát quang với đốn gỗ dựng trại, đã ốm đến hơn 10 người. Tôi cứ than mãi là mình nhớn đầu mà dại. Đầu một nửa tháng sau ấy, thì tôi được bố trí vào cái toán đi mua dụng cụ ở xã bên cạnh. Nói là bên cạnh nhưng phải lội bộ đến gần một ngày đường ấy mới đến. Cái xã ấy nó là hợp tác xã nông nghiệp, ở thụt mãi dưới thung lũng ấy, mà không ngờ lại có nhiều người khá của Hợp lại. Tôi đến đấy lỡ ngỡ rời xui đất khiến thế nào, lại gặp ngay cái ông bạn cũ. Ông nè ấy mà chắc cô chả biết đâu, nhưng cụ Bá nhà ta thì biết. Tay này trước cũng là tay lái buôn chọc trời khối nước, nổi tiếng là tay chơi ở bên Phú Thọ. Cách mạng rồi thì ông ta trốn lên ẩn thân ở trên đấy để giấu tông tích. Chả biết ông ta xoay trở thế nào mà lại lọt ngay vào ủy ban hành chính xã mới ghê chứ. Oai lắm. Cái này là tôi kể riêng với cô thôi, cô giữ hộ tôi đừng có cho ai biết nhé. Cái ông nghề bạn tôi ấy mà. Ông ấy nom thấy tôi vác cái cưa đi, ông ấy kéo tôi ra góc rồi vào. Sao mà đến nông nỗi này, cô biết không? Ủy viên cái gì ông ấy. Ngựa quen đường cũ, lên đấy ông ấy lại đi buôn lậu, mà phát nhiều hơn trước nhiều, là vì thiên thời địa lợi đủ cả. Ông ấy qua lại biên giới như đi chợ. Bây giờ nói thạo cái tiếng Tàu mới ghê chứ. Ông ấy bảo tôi thế nào cô biết không? Ông ta xui tôi bỏ ngay cái toán trồng rừng trồng rú phải gió đi, ở lại với ông ta, giấy tờ ông ta lo đủ, đi theo làm ăn với ông ta. Chả là ông ta cũng biết tôi có tí nghề buôn trong tay, cho nên muốn dắt díu nhau cùng hợp tác. Thử hỏi cô, cơ hội nghìn năm một thủa, tội gì tôi không bám. Quý nói xong cười hề hề. Đấy, mấy năm tự nguyện đi trồng rừng của tôi nó thế đấy. Ai chứ cô thì tôi chả giấu. Hợp nói thích nhỉ rồi đứng dậy. Ôi, tôi sơ ý quá. Khách đến nhà mà lại không đun nước pha trà. Xin phép ông nhé, tôi chạy xuống nhóm lửa. Nước nôi gì cô Hợp, cô cứ để tự nhiên. Ai lại thế? Hợp vừa nói vừa đi nhanh vào phía trong. Quý cũng đứng dậy ra sân, đến bên chiếc xe đạp, mở cái túi vải đeo ở ghi đông, lôi ra một gói giấy khá lớn ôm vào đặt trên bàn. Lúc Hợp bưng khay trà lên, Quý đứng dậy cầm gói quà trao cho Hợp. Tôi về qua Hưng Yên, thấy bán nhãn ngon quá thì mua biếu cô ăn thử một cân. Hợp đỡ lấy và đáp từ. Thật là phiền ông quá. Ông cho không nhận thì không được, nhưng mà như thế này thì nhiều quá. Tôi xin ông một nửa thôi ạ. Cô đừng nói thế, cô nhận là tôi vui rồi. Năm nay nước lên to thành ra nhãn sai quả. Thứ này ngày xưa các cụ ta cứ gọi là nhãn tiến đấy cô, vì chỉ có vua mới được ăn thôi. Như vậy bây giờ tôi được ăn thì tôi cũng là vua rồi phải không? Quý cười xòa và ngạc nhiên về lối nói bạo dạn của Hợp. Khác hẳn ngày xưa, Quý bỗng hình dung ra cái thằng thụ nào đó đã có diễm phúc gần gũi Hợp mấy năm nay. Và Quý tự hỏi không biết nó đã làm gì Hợp chưa. Hợp mời Quý uống nước rồi đưa anh trở lại câu chuyện giang dở lúc nãy. Nàng nói, vậy mấy năm nay ông chỉ toàn đi buôn thôi à? Vâng, có thế mới có đồng ra đồng vào chứ. Rồi Quý mở to mắt hạ giọng, nói nhỏ xuống như sợ có người rình nghe. Vàng với thuốc phiện cô ạ, vàng với thuốc phiện, hai món ấy dễ làm mà lại dễ ăn. Nói dứt câu, Quý hối hận ngay. Có những điều mà anh vẫn tự nhủ phải giữ kín, thế mà gặp Hợp anh cầm lòng không nổi, phun ra hết. Quý vội vàng căn dặn cầu may, ấy là chỉ nói riêng với cô thôi đấy, không dám cho ai biết đâu. Hợp nửa đùa nửa thật trấn an, cái đấy thì ông khỏi phải lo, tôi kín miệng lắm. Quý nói cảm ơn và nâng tách trà nóng hổi, quay sang phía Hợp. Xin phép cô. Ông xin nước. Quý nhấp một ngụm rồi nói, chết thật tôi cũng vô ý quá, từ nãy đến giờ mãi nói chuyện về mình, chả hỏi thăm cô. Thế dạo này cô thế nào? Ra ở đây chắc khổ lắm cô nhỉ. Đang nhà cao cửa rộng, thật có bao giờ mà ngờ lại có ngày hôm nay, phải hạ mình chui rúc ở đây. Hợp cười. Quen rồi ông ạ. Lúc đầu cũng chán như là ông lên rừng vậy, lâu ngày quen dần thấy nó cũng bình thường. Quý tiếp tục thăm hỏi về tình hình trong làng, từ chuyện chính quyền cho đến những việc lặt vặt trong cả 7 thôn của xã. Hợp kiên nhẫn và vui vẻ kể hết cho Quý nghe rồi hỏi, thế ông về từ bao giờ? Đã đi thăm được những đâu rồi? Tôi vừa về thì lại thẳng đây chứ đã gặp ai đâu. Đúng ra thì tôi có ghé nhà cũ của cô trước, rồi mới hỏi thăm người ta chỉ ra đây. Bên ngoài trời bỗng chuyển cơn giông, đang nắng mây kéo qua tối sầm hẳn lại, và gió thổi từng hồi vỗ phành phạch qua các khóm chuối quanh nhà. Quý mừng lắm, anh có cơ để ở lại lâu bên cạnh Hợp. Hợp nhìn ra sân bảo Quý: Cơn đảng đông thế kia thì mưa mất, ông dắt xe vào nhà đi không thôi ướt đấy. Quý chỉ chờ có thế, anh vội vàng đứng dậy làm theo. Anh vào bàn ngồi lại và vén tay áo xem đồng hồ. Cái cử chỉ ấy không biết vô tình hay cố ý khoe chiếc đồng hồ Trung Quốc mạ vàng, nhưng cũng làm cho Hợp hình dung ra cuộc sống phiêu bồng khá phồn vinh của Quý. Và nàng thấy nếp sống ấy rất thú vị, khác hẳn một đời tầm thường của Thụ. Nàng đề nghị: Chả mấy khi ông về chơi, mời ông ở lại xơi bữa cơm cho vui nhé. Quý mừng quá, nhưng chả nhẽ lại nhận lời ngay. Cái lối mời xã giao kiểu Bắc Kỳ ấy có chắc đâu là thực lòng. May cho anh là anh tìm ngay được một cách trả lời. Hôm tôi đi đó, cô có hứa là khi nào về cô sẽ đãi một bữa cơm. Thành ra hôm nay tôi đến để đòi nợ đấy ạ. Hợp thì đã quên hẳn những gì nàng nói với Quý cách đây 4 năm khi tiễn anh lên rừng, cho nên nghe Quý nhắc lại nàng hơi ngơ ngác. Còn Quý ngược lại, mỗi câu nói của Hợp anh đều khắc ghi trong lòng. Tôi vẫn nhớ bữa thịt gà ông cho, có dịp về chơi ông ghé lại, tôi đãi một bữa đền ơn ông nhé. Lời ấy đã hơn 4 năm mà Quý còn nghe văng vẳng như mới đây. Nàng đã dặn như vậy thì hôm nay có ở lại ăn cơm cũng hợp lý rồi. Hợp vui vẻ đứng dậy: Thế bây giờ cảm phiền ông ngồi đây chơi nhé, tôi xuống bếp. Cơm rau dưa thôi cô Hợp nhé, đừng có bày vẽ. Hợp đi rồi, Quý cũng đứng lên bước ra cửa. Anh vòng theo hè lanh quanh quan sát căn nhà và khu vườn. Nghe tiếng gà kêu quang quác dưới bếp, Quý lần xuống ho nhẹ một tiếng làm hiệu, rồi đứng ở cửa bếp nhìn vào. Anh thấy Hợp đang cầm con dao nhỏ ở tay phải, tay trái túm lấy con gà. Anh vội lên tiếng: Giời ôi, khách khứa gì mà cô, thịt gà đã bảo là muối dưa cho qua bữa thôi mà. Hợp vừa cắt cổ gà vừa đáp: Đời người mấy thuở ông, biết bao giờ ông mới lại về được. Quý cảm động đến ngồi xuống bên cạnh. Hợp im lặng vặt lông, rồi bỗng ngẩng lên nhìn Quý: Hỏi ông cái này nhá, ngày ấy ông đang làm ủy viên cho xã, tự dưng sao ông lại bỏ đi? Cô lại còn phải hỏi tôi cái ấy nữa. Cô biết vì sao tôi đi chứ, vì ai mà tôi phải đi chứ. Tôi đang làm việc cho xã, vừa nhàn vừa có quyền. Tôi lại cũng có tí vốn, đâu đến nỗi phải tha phương cầu thực. Nhưng cô Hợp ạ, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi biết mình dại rồi, cứ tưởng là chả bao giờ còn được gặp lại cô để nói với cô một tiếng xin lỗi. 4 năm nay tôi áy náy lắm. Thôi thì hôm nay nhân tiện cô hỏi đến, tôi cũng có cớ để mà nói với cô. Không nên không phải thì cô đừng giận. Từ nay tôi chỉ dám mong được cô coi là người nhà là quý hóa lắm rồi. Quý nói hơi ấp úng, ý tưởng lộn xộn, nhưng rõ ràng là anh chân thành hối tiếc việc tỏ tình năm xưa. Chẳng ngờ Hợp lại đáp: Không ông Quý ạ, không phải là tôi hoàn toàn không muốn nghe những lời ông nói hôm đấy đâu. Chẳng qua chỉ vì ông không đúng lúc đấy thôi. Quý trố mắt ngạc nhiên và vô cùng phấn khởi. Anh háo hức hỏi lại: Thế nghĩa là cô không ghét tôi? Thật hả cô Hợp? Hợp yên lặng không đáp. Quý bạo dạn hỏi thêm: Thế bao giờ mới đúng lúc hả cô Hợp? Tôi chả biết nữa, chỉ biết rằng lúc này thì cũng vẫn chưa đúng lúc. Thôi ông lên nhà ngồi nghỉ đi, để tôi làm một mình cho nhanh. Vâng, xin cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Quý bước ra hè, muốn hét vang lên cho hả dạ. Anh khoan khoái nhìn quanh, cảnh vật hình như vừa đổi khác. Những tàu lá chuối hình như mới xanh tươi hơn lúc nãy, và tiếng sóng rì rào ngoài mé sông vọng vào, anh nghe như một điệu nhạc lãng mạn đầy quyến rũ. Bữa cơm hôm ấy chưa bao giờ Quý hài lòng đến thế, nhưng vì vui quá anh ăn không được, chỉ ngồi nhìn Hợp và huyên thuyên kể chuyện bán buôn cho Hợp nghe. Lúc chia tay, Quý lại xa gần nhắc lại câu hỏi trong bếp, và Hợp lững lờ nói: Thôi thì giờ này sang Nam Ông trở lại nhé, tôi sẽ cho ông hay. Quý cảm động: Lâu thế cơ à? Nhưng mà cô đã dặn thì tôi xin ghi nhớ, thể nào tôi cũng trở về vào năm tới, xin cô nhớ cho. Anh lôi cây viết máy ở trong túi áo ra và bảo Hợp: Cô cho tôi xin mảnh giấy. Hợp ngạc nhiên vì Quý vốn mù chữ, sao bây giờ lại ngang nhiên đòi giấy bút để làm gì. Nhưng nàng cũng mở ngăn kéo lôi ra mảnh giấy trao cho Quý. Quý đặt mảnh giấy trên bàn, cúi xuống ngoáy rất nhanh vài chữ rồi đưa cho Hợp: Tôi nói cái này không phải xin cô tha lỗi, tôi biết cô chả cần đâu, nhưng tôi giả dụ thôi. Có khi nào cô cần tôi giúp đỡ điều gì, bất kể là cái gì, thì xin cô cứ bảo trong một tiếng, địa chỉ của tôi đây. Ấy là tôi nói phòng xa thế thôi. Biết đâu đấy, chỉ sợ lúc cần thì ông lại lánh mặt. Được cô hỏi đến là vinh dự cho tôi lắm. Hợp chăm chú nhìn vào mảnh giấy ghi địa chỉ của Quý và ngạc nhiên thấy nét chữ vững chãi, lại có phần bay bướm nữa. Nàng chưa kịp khen thì Quý hãnh diện giải thích: đi một ngày đàn học một sàng khôn, các cụ ta ngày xưa nói quả không sai cô ạ. Lúc mới về ở với lão nghề, chờ lão lo giấy tờ, tôi chả biết làm cái gì cả, mới nhờ con trai lão dạy quốc ngữ để biết dăm ba chữ với người ta. Nhưng mà thú thật, được thế này là nhờ cô cả. Cứ nghĩ đến cô mà tôi phải học đấy thôi. Tôi chỉ sợ cô khinh tôi dốt đặc cắn mai. Hợp tin rằng Quý nói thật, nàng cảm động: thế sao ông không biên thơ cho tôi? Thì đã bảo là tôi cứ yên trí rằng cô ghét tôi mà. Tôi viết thư về, cô không thèm đọc, cô đem đi nhóm lửa thì tôi lại còn tủi thân hơn. Thôi bây giờ ông hiểu rồi, chúc ông đi bằng an nhé. Vâng, thế thì cô ở lại mạnh khỏe, tôi xin kiếu cô. Quý dắt xe ra cổng, anh chào Hợp lần thứ hai rồi ngồi cách Lê Yên và nói vọng vào: cô nhớ hộ tôi nhé, cô nhớ hộ tôi là sang năm vào giờ này tôi sẽ có mặt ở Xuân Thành. Hợp gật đầu và đứng nhìn theo Quý đạp xe chậm chậm ra hướng sông. Quý đi rồi Hợp đâm ra hối hận, tự dưng lại hứa hẹn với người ta. Rồi năm tới Quý trở về thì biết nói làm sao. Hợp ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng nói một mình: thì khất thêm một năm nữa. Hợp quay vào nhà ngả người trên chiếc võng cói căng ngang buồng ngủ, đu đưa nhẹ nhẹ. Nàng bóc quả nhãn đầu tiên, vừa ăn vừa lắc đầu cười. Mình hư quá đi mất. Nàng thấy mình lãng mạn một cách vô lý. Một lần đi chơi với Bính và Vịt, về ngang qua chợ, có một bà ngứa mồm nói to cho Hợp nghe: ôi giời, còn bé ấy tưởng là gia giáo lắm, hóa ra cũng mất nết. Thằng kia vừa đi thì túm ngay đấy thằng khác. Đúng là đưa người cửa trước rước người cửa sau. Hợp biết dân làng bây giờ không còn dành cho nàng thiện cảm như xưa, nhưng Hợp bất cẩn. Tuy thế thâm tâm Hợp không còn muốn ở lại Xuân Thành nữa. Giá có ai ở đâu đến mang nàng đi khỏi làng này, nàng có thể nhận lời ngay. Có đêm nằm ngủ với Bính, Hợp đã nói ra ý ấy: lấy ai thì lấy, em nhất quyết không có lấy chồng ở đây nữa. Mặt mũi nào nhìn thiên hạ, em quen anh Thụ mấy năm rồi, ai cũng biết. Bính cho đó là một cách gián tiếp để từ chối vị em chồng Bính, cho nên cô gắt nhẹ: cái đấy thì tùy cô, nhưng mà tôi thấy cô dở hơi lắm, chả đâu bằng quê hương làng mạc nhà mình. Mai kia rời thương, hai cụ được về đây chứ còn đi về đâu nữa, cô bỏ mồ mả tổ tiên hay sao? Hợp dứt khoát nói: em nói thật đấy. Lúc nói với Bính ý định lấy chồng phương xa, Hợp cũng có thoáng nhớ đến Quý và tưởng tượng rằng nếu Quý đột ngột trở về năn nỉ, nàng sẽ bằng lòng ra đi với Quý. Riêng đối với Vị không có gì để Hợp ghét, nhưng nàng cảm thấy xấu hổ nếu lấy Vị, vì Vị biết nàng từng yêu Thụ. Dù cô đã dứt khoát cả Thụ ra khỏi trái tim, thỉnh thoảng Hợp vẫn nhớ tới, và chính nàng vẫn chủ quan tin rằng ngày mãn khóa Thụ sẽ mò về tìm nàng, dẫu rằng việc Thụ trở về chẳng mang lại kết quả gì nữa, vì Thụ chắc chắn phải đi Nam. Ấy thế mà Thụ đã đón xe về đến Xuân Thành. Mới được nửa đường, anh lại bảo tài xế dừng lại cho anh xuống, và quay ngược trở về thăm bà dì. Trước mặt người dì và cô em, Thụ tỏ vẻ yêu đời lắm, làm như không mảy may bận tâm về bất cứ chuyện gì. Anh theo Giang đi khắp làng. Bây giờ đang mùa nước lớn, có những thủa ruộng ngập mênh mông, lấp hết cả bờ mương, và những cái ao rải rác trong làng, nước dâng lên mấp mí hai bên lề đường. Thụ rủ Giang chèo thuyền đi bắt cá cuống. Anh có những phút vui đột ngột quá đáng, khiến cô em phải ngạc nhiên. Đến đêm thứ tư, trong bữa cơm tối trước ngày về lại đơn vị, Thụ mới nói thực là mình sắp phải vào Nam. Nhà đang vui bỗng trầm hẳn xuống. Bà dì nhìn rõ rằng dì cháu từ nay chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng bà cố che đậy xúc động và bảo Thụ: thế mà chả nói ngay cho dì biết, để bảo em nó làm cho lọ ruốc mà mang đi. Bây giờ tối rồi, mua đâu ra thịt nữa. Hay là ở nán lại ngày kia hẵng đi, sáng mai em Giang nó chạy ra chợ mua cân thịt lợn nhé. Con không mang nổi đâu, dì đừng làm gì cả. Nặng nề gì mà không mang nổi. Ấy thế mà không nổi thật đấy dì ạ. Bình thường thì chả sao, nhưng mà leo đèo lội suối thì đến cái kim cũng nặng như một tạ gạo. Hay là dì giã cho lọng với vừng nhá. Thôi dì ạ, ba lô chật cứng hết cả rồi, nhét vào đâu được. Bà im lặng buồn rầu. Giang đứng phía sau rơm rớm nước mắt. Một lúc sau bà dì lại lên tiếng: này, món tiền con cho dì, dì cũng chưa cần đến đâu. Định mai gả chồng cho cái Sang thì cho nó làm vốn, nhưng mà dì lấy một nửa thôi, con mang theo một nửa, ngộ có cần thì tiêu. Tiêu gì ở trong rừng là gì? Vào Trường Sơn tiền cũng như lá cây thôi, dì cứ giữ cả lấy. Con cho em Giang, mai kia cô ấy đi ở riêng, chắc chắn là không có mặt con ở nhà. Thụ chưa dứt câu thì Giang đã òa lên khóc và chạy vào buồng. Đêm ấy khuya lắm, bà dì vẫn chưa ngủ được. Bà nằm yên lặng, nhớ lại tất cả một thời dĩ vãng trước cách mạng tháng 8 và trước hiệp định Geneva. Nhớ nhất là hình ảnh người chị ruột mẹ của Thụ nằm hấp hối trên giường bệnh 20 mấy năm về trước. Bà ngồi dậy cua chân tìm guốc và bất chợt nghe tiếng ho của Thụ ngoài nhà khách. Bà bước sang, vặn to ngọn đèn đến bên giường Thụ, ngồi ghé xuống. Thụ, còn thức đấy hả con? Vâng, lạ quá, đêm nay không thấy buồn ngủ. Bà dì run run nói. Con đi chuyến này giữ nhiều lành ít, phải bảo trọng lấy thân mình. Dì nghe kể người ta chết khối là dọc đường. Mẹ mất đi rồi, dì nhìn trước trông sau, chỉ còn có cháu với em Giang. Dì vẫn định mai kia em Giang nó đi lấy chồng thì dì về ở với cháu. Bây giờ cháu cũng đi nốt, dì thấy mất hẳn một cánh tay đấy. Giọng bà lạc hẳn đi, nước mắt chảy ào xuống và bà nấc lên không nói được nữa. Thụ yếu ớt trấn an. Dì cứ làm như con đi luôn không bằng, đánh giặc thì cũng phải có ngày hết chứ, chả nhẽ cứ chiến tranh mãi à. Dì đừng lo, thể nào con cũng trở về. Thôi dì đi nghỉ đi, con hút điếu thuốc rồi con cũng phải đi ngủ một giấc cho khỏe. Giang từ phòng bên cạnh bước sang nói chen vào. Đừng đi có được không, cứ ở lại xem họ làm cái gì mình. Cô này lẩn thẩn lắm, bao nhiêu người cùng đi chứ có phải mình anh đâu. Thôi dì với Giang đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Sáng hôm sau hai mẹ con đi bộ với Thụ qua cánh đồng làng để ra con lộ lớn đón xe khách. Lúc Thụ sắp lên xe, bà dì dặn dò một lúc rồi bảo Thụ. Con này, ở ngoài này chỉ có một chính phủ thôi, nhưng ở trong ấy thì có cả chính phủ cách mạng lẫn chính phủ quốc gia. Chim khôn lựa cành mà đậu nhá, con phải chịu khó nghe ngóng và định liệu cho mình. Dì nói thế chắc con hiểu. Làng mình có 10 mấy gia đình di cư vào năm 54. Dì nhớ năm 55 á, được thiệp của ông phó Đoan cho biết là cái cánh làng mình định cư gì ở cái chỗ có gọi là Cái Sắn hay là Rạch Giá gì đấy. Vào đấy có dịp thì con liên lạc với họ nha. Dì nói ít, hiểu nhiều đấy, nhớ đấy. Thôi đi bằng an nhá. Vâng, để con xem đã. Con nghe bảo là Ngô Đình Diệm giả vờ kêu gọi Quy Chánh, rồi ai theo về thì nó chặt đầu hoặc là nhốt tù, hay là cháu uống thuốc độc hàng loạt cả đấy. Cháu phải bả rồi. Ấy là con cũng nói thế thôi, để con xem sự thật như thế nào rồi con mới tính được. Dì và em Giang cứ an tâm, con sẽ nhớ lời dì dặn hôm nay. Thụ bước lên xe, nhìn lại lần cuối cánh đồng làng thời thơ ấu. Giờ này anh mới thấy lòng quặn thắt, tha thiết nhớ đến Hợp, và hối hận mấy ngày nghỉ phép vừa qua đã không sang Xuân Thành gặp Hợp để nói vài lời trước lúc chia tay. Bây giờ thì tất cả đều đã muộn. Chiếc xe khách từ từ lăn bánh đưa Thụ vào một khúc quanh mới của cuộc đời.